Hello, xin chào anh em của Mơ Sướng nhá. Ngày hôm nay thì mình lại gửi đến cho tất cả các bạn một cái siêu phẩm và một cái vị tướng mà hầu như các bạn coi đó là một vị tướng lồi thời. Thì hôm nay đây là phiên bản mua 15 và mình vẫn cầm Quy Len ở những cái rank cao. Thì mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách để có thể kiếm được Mega Cứu Dê. Ăn màn thì mình không hướng dẫn nữa, nhưng chúng ta phải hướng dẫn cách ăn nắm thăng trong một cái tướng địch nó như thế nào cho dê. Đương nhiên, đến với mình thì sẽ đến với những cái phân tích tìm địch như thế nào. Đầu tiên, Quy Len. Chúng ta phải hiểu cái chất tướng Quy Len là như thế nào. Mình sẽ không nói nhiều quá một chút nữa, nhưng mình sẽ nói một chút. Quy Len là một vị tướng bắt lệ cực kỳ đỉnh cao, cho nên đầu game, giai đoạn đầu game và giai đoạn giữa game, cuối game sẽ chơi như thế nào. Thì chúng ta sẽ có những 3 giai đoạn. Và đầu game, Quy Len sẽ ưu tiên cho chúng ta một cách, đó chính là ưu tiên đầu tiên, đó chính là bắt lẻ, xong đến thấp máu nhất. Thấp máu nhất và bắt lẻ là chúng ta sẽ ưu tiên hàng đầu, chứ không quan trọng là xạ thủ hay là sát thủ. Cái đó xạ thủ và sát thủ chúng ta sẽ quan trọng về cái combat tổng. Thì mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ nói từ từ, bình tĩnh để các bạn hiểu được cách kéo mục tiêu. Quan trọng nhất khi tất cả các bạn chơi Quy Len đó chính là các bạn bay vào thằng nào, nhảy vào cái thằng nào mới là cái điều chổng chốt. Đấy, cho nên là mình đầu game mình sẽ quan trọng vào bắt lẻ vào thằng nào cũng được. Cứ chúng ta bắt lẻ là được thằng nào đấy, thằng nào lên ba hùng lưu đấy. Đấy, mình sẽ ưu tiên thằng Nagaroth nha. Zone 8 thì mình sẽ chơi thằng Nagaroth này. Đấy, các bạn sẽ thấy mình này, sẽ ưu tiên solo đầu tiên là bắt lẻ nha. Bất kể cái thằng nào cũng được, chúng ta không quan trọng tánh. Đấy, hai màng. Rồi, thiên thời thì đưa lời và nhân hoa. Và giai đoạn đầu game thì khi các bạn chơi Quy Len, chúng ta sẽ luôn tự hỏi. Thường các bạn sẽ chơi game, các bạn sẽ chơi, các bạn dù gặp ai các bạn sẽ đánh. Các bạn không có một cái sự tính toán. Thì ngày hôm nay các bạn đến với Mơ Sướng, đến với mình, thì mình sẽ cho các bạn một cái sự tính toán là như thế nào. Giai đoạn đầu game khi tăng Quy Len rất yếu thì chúng ta sẽ không biết kéo mục tiêu nào cả. Nó là nhiều khi là anh Cương ấy, chơi Quy Len thì chúng ta nên lao vào thằng nào đầu game ạ, lao vào thằng nào giữa game ạ. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một câu trả lời, đó chính là chúng ta sẽ bắt lẻ từng thằng một. Thằng nào đi lẻ thì chúng ta sẽ ưu tiên thằng đấy. Các bạn thấy chưa ạ? Chẳng hạn như thằng Cahill vừa rồi thì mình sẽ ưu tiên một sự bắt lẻ. Nhưng đương nhiên đầu game thì Quy Len nó sẽ không đủ một combo để giết chết, nhưng chúng ta sẽ đánh thương và chúng ta sẽ sử dụng được hai combo một lúc thì chúng ta sẽ bắt lẻ nó. Đấy, cho nên ra là đầu game chúng ta sẽ không ưu tiên thằng nào cả, trừ khi có mắt tổng nhá. Nếu chúng ta có mắt tổng thì chúng ta sẽ ưu tiên thằng thấp máu nhất, sau mới đến xạ thủ, pháp sư, rồi đến thằng sơ pê hoặc là thằng rừng, hoặc là bắt đầu đến cuối cùng thằng má lốc nhá. Các bạn nên nhớ, trong một trận đấu thì chúng ta đều xuất hiện một cái đến hai vị tướng tánh cơ. Mà mình là sát thủ thì đương nhiên chúng ta không bao giờ được chọn thằng tánh cơ đầu tiên. Thường các bạn mắc những cái lỗi này rất là trọng điểm này. Trước khi giao tranh, chúng ta cầm sát thủ mà chúng ta lại tiêu tốn tất cả những chiêu thức vào những cái thằng vị tướng tánh cơ. Tại vì sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta bị một cái ma lực nào nó bị cuốn hút bởi thằng tánh cơ ấy, dễ đánh, dễ lao vào đánh. Vì thằng tánh cơ nó thương đa số nó di chuyển chậm và nó không chạy được nhiều, cho nên các bạn thương các bạn sẽ bay vào đánh nó rất là sướng. Bởi vì nó chỉ giống như là một bao cát đứng im cho các bạn đánh. Nhưng các bạn sai rồi. Ở clip này mình nói các bạn sai rồi. Bởi vì khi chúng ta tiêu tốn vào chiêu thức của những cái vị tướng tánh cơ ở giai đoạn trước khi combat nhá, thì các bạn đều phéo. Nên chúng ta phải có một cái đầu lành, chúng ta phải giữ những cái bình tĩnh. Đấy, phải thực sự bình tĩnh. Đấy, cái pha này này, cái pha này thì chắc chắn là mình sẽ có 2 mảng 100%, thậm chí là 3 mảng. Bọn này nó lên sai nhanh đấy. Chơi luôn Alice nha. Các bạn nên nhớ giúp mình, khi các bạn đánh thì sẽ phải ưu tiên thằng thấp máu nhất. Ưu tiên thằng thấp máu nhất xong để bắt lẻ, và sau đó sẽ sọc kết cái thằng còn lại luôn. Đấy, không sợ. Các bạn thấy chưa? Sẽ ưu tiên thằng thấp máu nhất nhá. Nếu mà cái pha đấy các bạn mà không giết thằng Alice mà các bạn tập trung đánh vào thằng Nagaroth là các bạn sẽ phéo. Đấy, thì mình sẽ chốt lại các bạn dễ hiểu một chút. Ở cái giai đoạn đầu game, Quy Len sẽ chơi như nào ạ? Sẽ bắt những cái thằng ưu tiên bắt lẻ và bắt những cái thằng thấp máu nhất. Thấp máu là như nào ạ? Thấp máu chứ không phải là các bạn thấy thằng tanh cơ có một nửa máu các bạn lao vào bắt là các bạn sai nhá. Thấp máu chúng ta dễ hiểu như nào ạ? Thấp máu ở đây là thấp máu khi mình áng được cái lượng sát thương một combo của mình có thể giết được nó, hoặc một combo của mình có thể chém thêm hai phát thì giết được nó. Đấy, còn những cái giai đoạn chẳng hạn như tánh cơ thằng mà này thì mình cũng sẽ chém nó, chém không biết có chém hay không thì vẫn cứ chém mày. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây, và đây thì giết được rồi. Sau rồi sập. Ôi, chết cha rồi. Đủ đám không? Đủ đám không? Đủ không? Đủ rồi. Hay quá. Đấy,
Đây là một cái dần chứng điển hình nhất khi chúng ta sai lầm vai chay. Dề đánh mà. Mẹ lão vào đánh con mã lốc nó sướng vai chay ra. Nó dề đánh cho nên các bạn nhá. Mã lốc là một vị tướng mình sẽ ưu tiên, gọi là thuộc dạng là mình không có cái đường nào gánh, mình phải gánh cho mã lốc. Còn thôi nhá, gặp các bạn chơi con quy len này, các bạn chơi sát thủ các bạn bỏ nhá. Thằng này mình nghĩ không biết giết được cái... giết được, đám này giết được. Rồi, tốt. Rồi, ok, mình đã có thêm một mạng rồi. Rồi, hay quá. Rồi, khi đến cái giai đoạn cách như thế này thì các bạn sẽ ưu tiên như nào? Khi những cái trù của team địch mất hoặc team mình mất thì đó sẽ là cái sự dao động của sự di chuyển của hai đối phương, và sẽ khiến mình cảm giác nó rất là khó chơi. Và nhiều khi mình tự hỏi là đấy, cái giai đoạn thứ hai của trận đấu ấy, trận đấu sẽ diễn ra 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu game, giai đoạn giữa game và giai đoạn cuối game. Đấy, thì cái giai đoạn đầu game thì mình đã hướng dẫn các bạn rồi, bắt lẻ và tăng thấp máu nhất. Thì giai đoạn giữa game thì nó sẽ như nào ạ? Ok, chúng ta cùng sẽ vận dụng bằng cái giai đoạn đầu game, nhưng chúng ta sẽ có tăng tiền hơn một chút. Đó chính là sẽ ưu tiên bắt thằng Kali và thằng... Đây, thấp máu nhất nhá. Rồi ok, mục tiêu thấp máu nhất của mình đã phép. Mình cũng sẽ ưu tiên hơn một chút, đó chính là thằng Theo Anat, cá hiu, thằng Ná này. Thằng Ná game này thọt thì mình cũng sẽ xếp cho nó vào đối tượng màu giấy. Đấy, các bạn chơi, sát thủ các bạn phải phân tích. Các bạn phải biết được những vị tướng nào màu giấy các bạn nhé. Chúng ta sẽ gom vào nó màu giấy. Chúng ta sẽ phân tích thanh cùng team địch của nó cùng thanh 3 tầng lớp. Thấp màu nhất, màu giấy và tánh cơ. Đấy. Rồi chúng ta phân tích thế này thì lăng nhăng, nhưng nếu các bạn cố gắng một chút đi, các bạn sẽ chơi được tốt hơn. Tí nữa mới sẽ hướng dẫn bắt làm sao cho được mega kill các bạn nhé. Đấy. Thì đầu tiên thằng Ná thấp màu nhất này mới sẽ ưu tiên này. Thằng Ná thằng thấp màu nhất không giết được rồi. Rồi. Thì bây giờ trận đấu này các bạn nhìn nha, mình sẽ xếp thằng Ná Theo Anat và thằng và thằng Kali sẽ là một cái đối tượng bắt đầu tiên. Đấy. Ra là giờ game nha, các bạn phải auto bắt cho mình 3 thằng này chứ không được lao vào thằng Má Lốc hoặc thằng Alit đâu cái giao tranh nhá, trừ khi nó đi lẻ. Đấy. Bởi vì cái giai đoạn giờ game là giai đoạn sẽ xảy ra combat tổng. Sẽ xảy ra combat tổng hoặc combat 2-3. Nếu các bạn chỉ cần bay nhầm vào mục tiêu thì các bạn đương nhiên các bạn sẽ không làm gì trong combat cả. Cho nên cái giai đoạn này, cái giai đoạn các bạn phải cố gắng cho mình, phải nhìn đi, đừng lao vào đánh tánh làm gì cả. Đấy, mình sẽ xếp thằng Nagaroth rồi tí mình chết đó. Đấy, trận đấu này nó rất cân bằng. Đấy, bây giờ làm như thế nào, các bạn sẽ xem cách mình sẽ làm như thế nào này. Rồi, mình sẽ xếp thằng Kali, Nagaroth và thằng Theo Anat sẽ là cái đối tượng ưu tiên đầu tiên, gặp thằng nào đánh thằng đấy. Chẳng hạn Kali này, thằng Kali này, cái pha này này. Đấy rồi. Rồi không được rồi. Mình sẽ bắt thằng Kali này. Đây, đây đây. Thằng Kali này một mạng rồi. Bay về Theo Anat hoặc thằng Nagaroth. Theo Anat thấp máu này, thằng Nagaroth cùng thấp máu này, giết được này. Theo Anat thấp máu tiếp nhá. Đây rồi, thằng Theo Anat đây. Các bạn thấy chưa? Đấy. Các bạn đã thấy cách mình lao vào chưa? Tại vì sao mình lại không đánh thằng Alit? Thằng Alit đủ gần vậy đấy, sao không đánh? Không, bởi vì chúng ta đã xếp rồi. Kali, Theo Anat và Nagaroth game này là ưu tiên đầu tiên, bởi vì thằng Nagaroth thương nó sẽ lên full đám. Thì chúng ta sẽ xếp vào màu giấy. Thì ba vị tướng đó mình sẽ cho nó là cái đối tượng ưu tiên hàng đầu để mình đấy, cái pha vừa rồi là mega kill hụt đấy các bạn nhá. Một mega kill có nhất tính một mega kill đi. Đấy, cách để các bạn có thể làm tính toán sát thương. Đấy, còn chuẩn bị đến giai đoạn late game thì chúng ta sẽ áp dụng giai đoạn đầu và giai đoạn 2, và chúng ta sẽ bình tĩnh cái pha này này. Đây theo anat các bạn thấy chưa, các bạn thấy cách mình lao vào chưa, các bạn thấy mình cách mình lao vào chưa. Rồi mình sẽ phân tích tiếp nè, phân tích tiếp. Các bạn để ý cái đoạn này này, để ý đoạn này. Bá thằng màu giấy, Nagaroth, Kali và Theo Anat, thì bây giờ mình sẽ loại bỏ một chút về late game. Mình sẽ ưu tiên thằng thằng Ná này. Cái pha này bắt lẻ được thì không nói. Mình sẽ ưu tiên combat, mình sẽ ưu tiên thằng Kali và thằng Theo Anat đầu tiên, thằng Nagaroth thứ hai nhá, thằng Alice thứ ba và Malok cuối cùng. Đấy, bây giờ làm thế nào để kiếm được mega kill ạ? Bây giờ làm thế nào để ăn được mega kill ạ? Đơn giản thôi. Bây giờ các bạn sẽ đây Theo Anat nha các bạn nhá, Theo Anat. Ai, rồi pha này xịt mega kill rồi. Không sao. Đối tượng ưu tiên của mình các bạn này, các bạn chú ý cho mình cái game đầu này này. Bây giờ nhá sẽ kiếm mega kill này. Đối tượng ưu tiên nhất của mình bây giờ sẽ là thằng Theo Anat, Kali, Nagaroth, Spe là thằng Alit và thằng Malok. Các bạn phải đánh được cho mình từng thằng một như vậy thì các bạn sẽ kiếm được mega kill, hoặc các bạn sẽ kết liễu trận đấu nhanh. Đấy là mình phân tích.
thì trong mỗi trận đấu chúng ta sẽ gặp nhiều vị tướng khác hơn nữa, nhưng đây là một trận đấu ví dụ điển hình để chúng ta phân tích để bay vào thằng nào. Quý lén quan trọng nhất chúng ta phải biết bay vào thằng nào cho hợp lý. Chứ nhiều khi các bạn bay một combo các bạn không giết được người, đồng nghĩa các bạn sẽ chết. Cho nên chúng ta sẽ phải phân tích bay vào thằng nào sẽ có được mạng để hôi cho bá. Đấy, pha này các bạn này, pha này thằng Kali và thằng Theo Anat đi cùng nhau, nhưng mình sẽ chọn thằng Theo Anat đầu tiên nhé. Theo Anat này, đây một thằng rồi, Kali này, bình tĩnh chưa bá này. Pha này các bạn mình sẽ giết từng thằng một nhé. Kali này lướt lên tốc chậm rồi. Rồi ok, thằng Alit luôn, giết thằng Alit luôn. Bây giờ là không còn ai nữa, không thể thằng Na đâu này, giết Alit này, thằng Alit nhá. Rồi thằng Na này, bây giờ mình sẽ zone thằng Na các bạn nhé, zone thằng Na này. Rồi bây giờ quá là kill, mega kill rồi đấy các bạn thấy chưa, mega kill ổn áp chưa đấy các bạn thấy chưa. Đây là một pha mega kill của mình nhá, và đây là cách các bạn chỉ cần nghe clip này thôi thì các bạn sẽ có được những cẩm nang cực kỳ tuyệt vời. Và đây là một siêu phẩm gửi đến tặng toàn thể tất cả các bạn khán giả mơ sướng. Các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một comment các bạn nhé. Và clip đến đây là kết thúc rồi. Và cảm ơn tất cả các bạn thân yêu đã xem clip của mình. Và tất cả các bạn ơi, mãi yêu, bye bye.